Trong thế giới Phật giáo, Phật Thích Ca và Phật A-di-đà là hai vị Phật được tôn kính và thờ phụng rộng rãi. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa hai vị Phật này, từ hình tướng đến ý nghĩa tâm linh. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về sự khác biệt và giá trị của từng vị, chúng ta sẽ cùng khám phá chi tiết về Phật Thích Ca và Phật A-di-đà. Sự khác biệt tâm linh và hình tướng biểu tượng của sự từ bi và cõi Tây Phương Cực Lạc. Hãy cùng đi sâu vào những điểm khác biệt này để thêm trân trọng và tôn vinh hai đấng giác ngộ. Khi được hỏi có phải vị Phật Thích Ca và Phật A-di-đà là tên của một vị Phật hay không, thì nhiều người sẽ phân vân không biết trả lời như thế nào. Tuy nhiên, nếu bạn đọc thông qua thông tin chia sẻ sau đây, thì chắc chắn sẽ dễ dàng đưa ra lời giải đáp nhanh nhất. Bởi đây là hai vị Phật tách biệt, một vị Phật có thật trong lịch sử Ấn Độ và một vị Phật xuất hiện trong kinh Phật giáo. Chúng ta cùng tìm hiểu điểm khác nhau giữa hai vị Phật này như thế nào nhé. Tìm hiểu về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca hay còn gọi là Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Tổ, Phật Như Lai, là người sáng lập ra đạo Phật, người được xác nhận là có thật trong lịch sử và từng sống trên trái đất, chính là hoàng tử Tất Đạt Đa Cô Đàm trong vương quốc Thích Ca thuộc Ấn Độ ngày nay. Ngài sinh vào năm 624 trước công nguyên, là thái tử của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maja. Kinh sách kể rằng, để tìm con đường giải thoát khổ cho loại người, thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ ngai vàng tương lai, từ bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý, người vợ xinh đẹp và đứa con trai vừa ra đời để sống đời tu hành. Trong 6 năm, Ngài giác ngộ đạo quả, tìm ra nguyên nhân khiến chúng sinh luôn trầm luân trong đau khổ và cách để diệt khổ mà Ngài gọi là trung đạo, tức là con đường từ bỏ lối sống xa hoa, nhưng cũng không ép xác khổ hạnh như cách mà các nhà tu hành Ấn Độ thời ấy đang tôn vinh. Từ đó, Ngài được gọi là Đức Phật, tức là đấng giác ngộ. Trong suốt 45 năm, kể từ khi thành đạo cho đến lúc nhập diệt ở tuổi 80, Đức Thích Ca dốc sức truyền bá giảng dạy giáo lý khắp các tiểu lục địa trên Ấn Độ. Chi tiết về cuộc đời và sự nghiệp của Đức Phật được nhiều thế hệ học trò ghi nhớ và tổng hợp lại sau khi ông nhập Niết Bàn. Sau khi Đức Thích Ca qua đời, các thế hệ học trò ghi chép tổng kết các lời dạy của Ngài, tập hợp thành hệ thống kinh sách. Trong Phật giáo có khái niệm Tam Thế Phật, tức là các vị Phật ở ba thời, quá khứ, hiện tại và tương lai. Đức Thích Ca được cho là đại biểu của Phật hiện tại, giáo chủ của cõi Ta Bà, thị hiện ở thế gian để giáo hóa chúng sinh. Ngài được tôn xưng là Phật Tổ Như Lai, Đức Thế Tôn. Tìm hiểu về A-di-đà Phật. Khác với Phật Thích Ca, Phật A-di-đà là vị Phật được tôn thờ nhiều nhất trong Phật giáo Đại Thừa. Tên của Phật A-di-đà nghĩa là vô lượng thọ, nghĩa là thọ mệnh vô lượng và vô lượng quang, ánh sáng vô lượng. Phật A-di-đà giáo chủ của cõi Cực Lạc, an vui ở Tây Phương. Trong cuộc đời hoàng đạo của Đức Phật Thích Ca, trong các kinh điển, Ngài đã giới thiệu cho các tín đồ của mình về Đức Phật A-di-đà và cõi nước Phật A-di-đà đang giáo hóa chúng sinh. Cũng theo sử sách ghi lại, Đức Phật Thích Ca sau khi chứng quả, Ngài có khả năng đặc biệt, đó là vận dụng trí tuệ thần thông, thấy biết được sự vận hành của tất cả sự vật, hiện tượng, nhân sinh trong vũ trụ một cách chuẩn xác. Nhờ vào khả năng này, Ngài đã thấy rõ quá trình tu hành của Đức Phật A-di-đà qua nhiều kiếp, thấy rõ môi trường sống và đời sống sinh hoạt của chúng sinh ở Tây Phương Cực Lạc do Đức Phật A-di-đà làm giáo chủ. Theo lời dạy của Phật Thích Ca, con người muốn sau khi chết được tái sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc, thì trong quá trình sống, hãy làm việc thiện, siêng năng, thiện niệm, niệm danh hiệu Nam Mô A-di-đà Phật, thì khi chết sẽ được tái sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Sau khi tái sinh về cõi này, chúng ta tiếp tục cùng mọi người tu hành theo sự hướng dẫn của Phật A-di-đà cho đến khi đắc thành quả rồi giải thoát. Cách nhận biết Phật Thích Ca và Phật A-di-đà. Sau khi biết được điểm khác nhau ở trên, để nhận biết Phật Thích Ca và Phật A-di-đà, bạn có thể xem qua hình dáng đặc trưng, tư thế tay cũng như là các nhân vật đi kèm của hai vị Phật này như sau. Hình dáng đặc trưng. Nếu như bạn là tín đồ của nhà Phật thì chắc chắn đã biết đến hình dáng của Phật Thích Ca với đặc điểm đặc trưng là tóc có để búi tóc hoặc là các cụm xoắn ốc. Phật thường mặc áo cà sa hoặc áo choàng qua cổ màu vàng hoặc nâu. Nếu có hở ngực
thì trước ngực không có chữ vạn. Phật có thể ngồi trên tòa sen, nhục kế trên đỉnh đầu, đôi mắt mở 3/4. Còn đối với Phật A-di-đà, trên đầu có các cụm tóc xoắn ốc. Mắt nhìn xuống, miệng nở nụ cười cảm thông cứu độ. Ngài khoác trên người áo cà sa màu đỏ, tượng trưng cho màu mặt trời lặn phương Tây. Áo có thể khoác ở trên cổ, trước ngực có chữ vạn. Về tư thế tay, sự khác nhau của Phật Thích Ca và Phật A-di-đà dễ nhận biết đó là qua tư thế tay. Đối với Phật Thích Ca thì thường xếp ngay ngắn trên đùi. Hai bàn tay bắt ấn thiền hoặc ấn chuyển pháp hoặc ấn kim cương hiệp trưởng. Ngoài ra, Ngài cũng có thể cầm chiếc bát màu đen hoặc xanh đen, dấu hiệu cho giáo chủ. Đối với Phật A-di-đà, thường trong tư thế đứng và tay làm ấn giáo hóa, tay phải đưa ngang vai và chỉ lên trên, còn tay trái đưa ngang bụng và chỉ xuống dưới. Hai lòng bàn tay hướng về trước, ngón tay cái và ngón tay trỏ chạm vào nhau thành vòng tròn. Hoặc Phật A-di-đà ngồi trên tòa sen, tay bắt ấn thiền để ngang bụng, lưng bàn tay phải nằm chồng lên bàn tay trái và hai ngón cái chạm vào nhau. Hoặc tay phải đưa ngang vai và chỉ lên trên, tay trái bắt ấn thiền để ngang bụng. Các nhân vật đi kèm: Phật Thích Ca Mâu Ni có thể được minh họa cùng với hai vị, đó là Đức Văn Thù Bồ Tát đứng trên tòa sen hoặc ngồi trên con sư tử xanh ở bên phải, và Đức Phổ Hiền Bồ Tát đứng trên tòa sen hoặc ngồi trên con voi trắng. Đức Phật A-di-đà thì thường được minh họa cùng với hai vị Bồ Tát là Quan Thế Âm đứng bên trái, tay cầm cành dương và bình nước cam lộ. Đại Thế Chí đứng bên phải, cầm bông hoa sen xanh. Phật Thích Ca và Phật A-di-đà, ai có trước? Xoay quanh về Phật Thích Ca và Phật A-di-đà sẽ có nhiều câu hỏi, nhưng khi đã biết hai ngài là hai vị Phật khác nhau thì vấn đề ai có trước vẫn là câu hỏi của không ít người. Để giải đáp thì tương truyền từ dân gian rằng Phật A-di-đà xuất hiện trước Phật Thích Ca, bởi vì Phật A-di-đà là vị Phật được tôn thờ nhiều nhất trong Phật giáo Đại Thừa. Và khi Đức Phật Thích Ca chứng thánh quả, Ngài có khả năng vận dụng trí tuệ thần thông, thấy biết được sự vận hành của tất cả sự vật hiện tượng, nhân sinh trong vũ trụ một cách chuẩn xác. Nhờ vào khả năng này mà Ngài đã thấy rõ quá trình tu hành của Đức Phật A-di-đà qua nhiều kiếp, thấy rõ môi trường sống, đời sống sinh hoạt của chúng sinh nơi Tây Phương Cực Lạc. Đến đây, chắc chắn bạn có thể hình dung được Phật A-di-đà đã xuất hiện từ rất lâu. Chỉ khi Phật Thích Ca xuất hiện mới thấy sự xuất hiện của Phật A-di-đà nên mới giới thiệu cho các tín đồ biết. Ngoài ra, theo truyền thuyết Trung Hoa có lưu truyền hình tượng Tam Thế Phật, trong đó Phật A-di-đà là vị Phật quá khứ, Phật Thích Ca là vị Phật hiện tại và Phật Di Lặc là vị Phật tương lai. Cũng thấy được rằng ai là người có trước, Phật Thích Ca và Phật A-di-đà ai lớn hơn. Trong Phật giáo, các giáo chúng cũng thường thắc mắc không biết Phật Thích Ca và Phật A-di-đà ai lớn hơn. Điều này cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Có người cho rằng Phật Thích Ca lớn hơn vì Ngài là người sáng lập ra Phật giáo, nhưng lại có ý kiến cho rằng ba đời mười phương chi Phật, A-di-đà Phật bậc nhất, chín phẩm độ chúng sinh, hoài đức không cùng cực. Điều này có đúng không? Lý giải cho vấn đề này, cũng có ý kiến cho rằng trên thực tế không có vị Phật nào lớn nhất. Mỗi vị đều có cơ duyên hội ngộ với chúng sinh. Tin tưởng vào Phật, học theo Phật giáo, năng làm việc tốt, việc thiện và một lòng tu hành thì khi được chứng đắc thành quả sẽ được giải thoát rời cõi ta bà về Tây Phương Cực Lạc, sẽ vui vẻ thanh tịnh. Mục đích của nội dung này là cung cấp thông tin và không nhằm gây tranh cãi hay xúc phạm đến bất kỳ ai. Video đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.